Rồi, thì hôm nay thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu về chuyển động ném xiên và ném ngang. Bây giờ mình đến với cái nội dung trọng tâm của bài ngày hôm nay là nội dung ném xiên và ném ngang. Vào. Thế với cái bài toán chuyển động ném thì chúng ta đã được học loại chuyển động ném là gì ạ? Ném thẳng đứng từ dưới lên. Đúng không? Ném thẳng đứng từ dưới lên này. Xong ra lại học cái loại chuyển động là chuyển động gì ạ? À, ném từ trên xuống. Thì đấy đều là cái chuyển động thẳng thôi. Và từ trước giờ thì trong những cái chuyển động của chúng ta thì chúng ta luôn xét những cái chuyển động đó là những cái chuyển động gọi là một chiều, đúng không? Chỉ có phương ngang hoặc là phương thẳng đứng, đúng không? Chứ chưa bao giờ mình xét những cái chuyển động mà nó chuyển động theo một cái phương xéo xéo như này là mình chưa xét, đúng không? Đó, thế thì chuyển động ném ngang và chuyển động ném xiên là những cái chuyển động như vậy. Rồi, chuyển động ném ngang thì như thế nào? Thì đây có một cái hình vẽ về cái chuyển động ném ngang các bạn này. Có một cái vật là một cái quả bóng ở đây. Bây giờ người ta sẽ ném nó theo phương ngang như thế này. Đúng không? Và rõ ràng là do có cái lực hút của trái đất. Nó được thể hiện thông qua cái gia tốc trọng trường g. Thế nên quả bóng ta sẽ có quỹ đạo như thế này. Đó, quỹ đạo như thế này. Rồi, quỹ đạo này là quỹ đạo gì thì mình chưa biết. Đúng không? Chưa biết. Thế thì bây giờ với cái chuyển động này thì thầy cũng phải gì ạ? Thầy cũng phải nghiên cứu được cái gì? Thầy có được phương trình chuyển động của nó, đúng không? Rồi thầy xem là vận tốc của nó trong quá trình chuyển động thì như thế nào. Đó, thì đấy là cái chuyển động này, là chuyển động ném ngang. Người ta ném một vật theo phương ngang và do có lực hút trái đất nên nó chuyển động cong cong như này, đúng không? Chuyển động cong cong này. Cái đường cong thì quỹ đạo là gì thì lát nữa thầy và bạn cũng sẽ chứng minh luôn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh luôn nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cho thầy cái chuyển động ném ngang này thì nó có cái đặc điểm như thế nào. Nó có đặc điểm như thế nào? Thứ nhất là ban đầu thầy sẽ ném nó với một cái vận tốc nha. Thầy ném nó với một cái vận tốc là vận tốc V0 này, là vận tốc ban đầu. Vận tốc này là vận tốc được ném theo phương ngang. Được chưa? Vận tốc là vật ném theo phương ngang. Vậy thì các bạn sẽ phải hình dung trong đầu cho thầy. Hình dung trong đầu thầy nha, nghe kỹ chỗ này này. Là nếu không có gia tốc trọng trường g, có nghĩa coi như thầy ném cái vật này ở trong một cái môi trường không trọng lực, đúng không? Thì cứ đúng vật nó cứ thế nó bay không? À, cứ thế nó bay thẳng thôi, chứ nó không vòng như này, đúng chưa? À, không vòng như này, đúng không? Đó, ví dụ như chúng ta bắn một viên đạn này quá mạnh, đúng không? À, cái sự ảnh hưởng của lực hút trái đất tới viên đạn này nó không được thể hiện nó rõ nét lắm, đúng không? Hoặc là phải trên một cái quỹ đạo rất là xa, đúng không? Đấy, viên đạn thực tế nó cũng chuyển động, nó cong 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 này các bạn. Đó, nó cũng là chuyển động ném ngang nếu chúng ta bắn một viên đạn theo phương ngang. Nhưng mà thực tế thì do là viên đạn thì nó chỉ bay một đoạn thẳng này thôi, nó đã trúng mục tiêu rồi. Nhưng chúng ta coi như viên đạn bắn là thẳng, đúng không? Nhưng mà đây thầy ấy thầy nói là sao? Nếu mà thầy xét theo phương ngang này mà không có cái gia tốc g ấy thì coi như đây là một cái chuyển động với được ném vận tốc là V0. Đúng không? Rồi, V0. Tiếp tục. Nếu mà thầy không xét cái V0 này mà thầy xét theo phương thẳng đứng, đúng không? Thì theo phương thẳng đứng thì coi như là vật lại chịu tác dụng của gia tốc trọng trường g, coi như là một cái vật rơi tự do. Vậy thì thực tế là cái vật ném ngang này nó sẽ là sự kết hợp của hai cái loại chuyển động, là chuyển động theo phương nằm ngang này này là chuyển động thẳng đều, và chuyển động theo phương thẳng đứng này này là chuyển động rơi tự do. Chuyển động theo phương thẳng đứng này gọi là chuyển động rơi tự do. Nằm ngang này là gì? Nằm ngang là gì? Thẳng đều. Thẳng đứng này là rơi tự do. Thế thì bây giờ cách làm của ta như là, để nghiên cứu được một chuyển động, chúng ta luôn luôn phải chọn cái gì? À, chúng ta sẽ phải chọn một cái hệ quy chiếu, đúng không? Với phần ném ngang để thống nhất cho nó dễ thì chúng ta luôn chọn hệ quy chiếu như sau. Đó. Gốc tọa độ O là trùng với thời điểm bắt đầu chuyển động. À, cái vị trí bắt đầu của nó. Cái vị trí điểm bắt đầu của nó, đúng không? Trục OX của chúng ta là hệ quy chiếu này thì gồm có OX nằm ngang và OY thẳng đứng hướng xuống. Đó, vì đây là chuyển động trong không gian hai chiều, thế nên hệ quy chiếu của mình phải chọn cả OX và OY. Các bạn có thể nói đơn giản là chọn OX và OY như hình vẽ cũng được, hoặc các bạn nói là OX nằm ngang từ trái qua phải, OY thẳng đứng hướng xuống, đúng không? Thì đấy là như thế là xong cái hệ quy chiếu.
đúng chưa? Như thế là xong cái hệ quy chiếu, đúng không nào? Rồi bây giờ xong hệ quy chiếu rồi thì bây giờ thầy sẽ đi phân tích nha. Xong hệ quy chiếu rồi thì bây giờ thầy tiến hành là thầy đi thầy phân tích cho các bạn. Thầy phân tích cho các bạn thì các bạn nghe cho thầy này. Đã, nghe cho thầy này. Trên phương OX của chúng ta, nào thầy hỏi các bạn này, trên phương OX có gia tốc không? Không, gia tốc của mình bài này là gì? Nó chịu gia tốc trọng trường G đây. Thế nên theo phương OX nó chỉ có mỗi vận tốc V0 thôi. Các em hiểu không? Đó, nó chỉ vận tốc V0. Nên phương OX vật sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc V0. Được chưa? Thì phương OI thì sao? Phương OI thì các bạn lưu ý, nó có vận tốc đầu không? Không vận tốc đầu. Đây, vận tốc đầu của mình là V0 là theo phương X. Còn theo phương Y thì không có. Đúng không? Phương Y không có. Và nó chịu gia tốc trọng trường rơi tự do EG. À, G. Đúng chưa? Vì vậy, phương OI là một cái vật chuyển động gì ạ? Chuyển động rơi tự do. Đúng chưa? Theo phương OI thì chuyển động sẽ là chuyển động rơi tự do. Các em hiểu câu chuyện không ạ? Vậy ở đây thầy sẽ được hai thứ. Thứ nhất là thầy sẽ được tọa độ x. Đúng không? Thầy được tọa độ x. X sẽ bằng cái gì? Tọa độ x. X là một chuyển động gì? X là một chuyển động thẳng đều. Vì vậy x là bằng V0 nhân t. Được chưa? Và bây giờ thầy được y. À, y là cái gì? Y là rơi tự do. Rơi tự do thì có đúng là bằng 1 phần 2 GT bình phương không? Các bạn có nhớ cái phương trình rơi tự do không? Đây thầy viết đây nhé. Phương trình rơi tự do. Thì trước giờ mình vẫn viết là x là bằng 1 phần 2 GT bình đúng không? Là ngày xưa là nó chuyển động theo phương gì ạ? Phương x. Thế còn bây giờ nó chuyển động theo hai phương. Thế nên mình phải rõ ràng là phương y nó chuyển động như thế này. Đúng không? Đây là x và y. Cái thứ hai là thầy xét đến vận tốc. Thì theo phương x, vật chuyển động thẳng đều vận tốc là V0. Thế nên Vx là bằng V0, cố định luôn. Thế còn theo phương y, phương y, đây là một chuyển động rơi tự do, nên V là bằng G nhân T. Đúng chưa nào? Rất đúng. Đúng không? Và các bạn tưởng tượng, tại một cái thời điểm, thầy chọn một thời điểm bất kỳ, thì nó luôn luôn tồn tại hai cái V. Một là Vx đây, hai là Vy đây. Đúng không? Và V tổng hợp của vật nó sẽ là tổng hợp của hai cái V này. Đó, đây mới là V, V tổng của vật. Được chưa? Tổng hợp như tổng hợp vector của phần cộng vận tốc, của phần cộng vận tốc tuân theo quy tắc hình bình hành. Đây là Vx, đây là Vy, đây là V. Đúng không? Đây là V. Nào thì bây giờ chúng ta đưa ra những cái nhận xét ở đây đã nhá. Thầy đã phân tích được cho các bạn là chuyển động của nó, một là theo phương x. Đúng không? Một theo phương x. Hai là theo phương y. Đúng chưa? Cả cái biểu thức về tọa độ x, y và cả biểu thức về vận tốc đều đã có. Đúng không? Đều đã có. Thì bây giờ mọi người chú ý thầy này. Chúng ta quan tâm đến những điều gì? Chúng ta quan tâm đến những điều gì? Chúng ta quan tâm đến thứ nhất là chúng ta quan tâm đến cái thời gian chuyển động của nó. Thời gian chuyển động của nó. Có nghĩa là sao? Khi nào thì nó chạm đất? Đúng không? Với cái chuyển động này. Đây, bây giờ mình ngán. Khi nào chạm đất? Rồi, vậy là cái số 1 chúng ta phải trả lời được. Là khi nào chạm đất? Nào, bây giờ thầy hỏi các bạn là khi nào thì nó chạm đất nào? Khi nào nó chạm đất? Có bạn nào trả lời comment dưới trả lời rằng khi nào chạm đất? Nào có cái điều kiện gì x với y như thế nào thì thỏa mãn được là khi nào chạm đất. Đâu rồi, comment cho thầy nào, khi nào chạm đất nào. Y bằng 0, x bằng 0 à? Không phải. Đâu?
Hệ quy chiếu thì chọn như thế này mà. Hệ quy chiếu thì chọn như thế này mà. Hệ quy chiếu thì chọn như thế này mà. Đúng không? Hệ quy chiếu thì chọn như này thì ở đây mới là x bằng 0, y bằng 0 chứ. Đúng không? Thế thì khi nào chạm đất là nó ở đây. Thì các bạn tưởng tượng này. Nó chạm đất ở đây thì có đúng là theo phương y ấy, nó đã đi được đúng cái độ cao h không? Các em có nhận ra cái rồi đấy không? Nó chạm đất khi phương y nó đi được một cái quãng đường là h, đúng không? Chạm đất. Còn phương x thì như nào không biết nha, đúng không? Vậy chạm đất thì các bạn điều kiện để chạm đất, điều kiện để chạm đất là gì? Là y phải bằng gì? Y phải bằng h, đúng không? Y bằng h, thay lên đây là bằng 1 phần 2 gt bình. Vậy suy t là bằng gì? Căn của 2h trên g. Cái này nó chính là cái công thức rời tự do luôn. Đúng không? Đây thì ghi nhỏ đây. Đây chính là công thức rời tự do. Đúng không? Đây chính chuyển động rời tự do luôn, chả có cái gì mà là mới lạ cả. Đúng không? Vậy các bạn nhớ rằng thằng ném ngang, thời gian nó chạm đất chính thời gian rời tự do. Đúng không? Đó, vậy là cái công thức đầu tiên các bạn cần phải nắm được có thể là khi nào chạm đất. Nha, khi nào chạm đất, được chưa ạ? Cái thứ hai các bạn cần phải nắm được cho thầy là gì ạ? Là có một cái khái niệm gọi là tầm bay xa. Rồi, thầy quan tâm là gì? Với cái viên đạn đấy mà thầy bắn đi này này, thì nó đi được một cái tầm bay xa là bằng bao nhiêu? Nó là cái đoạn này, là x mắc. Ký hiệu là L, là tầm bay xa, là cái tầm bay xa. Được chưa? Cái tầm bay xa. Đó, tầm bay xa. Tầm bay xa. Thế thì làm sao thì tính được L đấy? À thì đơn giản thôi. Đúng không? Thầy lấy cái thời gian rơi này này, thời gian mà gì nhỉ? Chạm đất này này, thầy thay lên phương trình của x là xong. Đúng không? Thầy thay lên phương trình của x là xong. Đúng chưa? Vậy thì đây tầm bay xa L bằng x mắc, đúng không? Thì bằng gì? Lấy t ở đây thay lên trên này. Vậy là V0 nhân t chính là nhân căn của 2h mà chia cho g. Đúng không nào? Vậy là xong cái tầm gì ạ? Tầm bay xa. Tầm bay xa. Chuẩn chưa? Xong tầm bay xa. Bạn rõ cái này chưa ạ? Đó, vậy là tầm bay xa, người ta hỏi là vật bay xa được bao lâu? Thì mình thay vào cái biểu thức của L đấy là xong. Được chưa? Rồi. Như thầy nói nha, như thầy nói thì về cái vận tốc của vật thì vận tốc của vật là vận tốc theo hai phương như thế này. Thế nên V của chúng ta chính là bằng căn của Vx bình cộng Vy bình. Đúng chưa? Đó, các bạn tính được vận tốc của nó tại tất cả các vị trí ở đây. Các bạn thích vị trí nào thì các bạn tính Vx. Vx thì bằng V0 thì không nói làm gì rồi. Vy thì bằng G nhân T, vậy là phải tính T vứt vào đây. Đúng không? Ví dụ tính vận tốc khi chạm đất thì chúng ta sẽ lấy T khi chạm đất, chúng ta thay vào cái Vy này, chúng ta tính được T. Rồi tính hai cái này là khai căn phát là xong. Đúng không? Thì đấy là vận tốc. Chuẩn chưa? Thì đấy là vận tốc. Đó, rất đơn giản. Đúng nào? À, ngoài ra có một số bài toán người ta lại hỏi là vận tốc thì hợp với phương nào một góc bao nhiêu, thì các bạn cứ dùng sin cos tan trong tam giác này cho thầy. Đúng không? Ví dụ người ta yêu cầu là sau khi chuyển động được 1 giây thì vận tốc này này hợp với phương ngang một góc bao nhiêu? Thì là cái góc này. Đúng không? Cái góc alpha này chẳng hạn. Thì cái góc alpha này bằng gì? Đúng không? Tan alpha bằng cạnh đối trên cạnh kề, đúng chưa? Tan alpha là bằng Vy chia cho Vx. Thì cái này cũng ít hỏi thôi, mà nó từ hình vẽ, thế nên thầy không ghi hệ quả làm cho các bạn nhớ. Có một cái nho nhỏ nữa này mà cũng rất nhiều bạn học sinh là hay quên khi mà học đến cái nội dung lớp 10. Đó là có một cái phương trình nữa, đây là phương trình chuyển động của chúng ta. Phương trình này là phương trình tọa độ. Có một cái phương trình nữa là phương trình quỹ đạo. Phương trình quỹ đạo là phương trình mà chúng ta nghiên cứu được cái gì? Hình ảnh nó vạch ra trong không gian. Đó, hình ảnh vạch ra trong không gian.
đúng không? Ví dụ các bạn thấy là hiện tại trên thế giới đang có mấy cuộc chiến tranh, đúng không? Thì thầy lấy ví dụ như này, đơn giản thôi nhá, thầy lấy ví dụ nó thực tế thì nó phức tạp hơn rất là nhiều, nhưng thầy cho chúng ta nói đơn giản với nhau thôi. Là các bạn đang biết là ở Israel đúng không? Israel đó, đất nước Hồi giáo, à đất nước Do Thái đấy đúng không? Đất nước Do Thái thì họ có một cái hệ thống phòng thủ tên lửa gọi là hệ thống vòm sắt. Đó. Thế thì hệ thống này nó như một cái vòm bao lấy cái lãnh thổ của đất nước họ đó, và cứ có tên lửa ở đâu bắn đến thì sẽ có tên lửa phòng thủ ở dưới bắn lên và triệt tiêu luôn. Nên người dân ở đấy, là các bạn lên YouTube xem, người dân thì nhìn thấy đạn pháo nó bay trên trời nhưng mà thấy rất bình tĩnh, bởi vì họ biết là được cái sự bảo vệ, đúng không? Đấy, tất nhiên là người ta quay lên như nào thì mình xem thế thôi, còn thực tế ở đấy như nào mình không rõ. Thế nhưng mà cái mà thầy nói là gì, thế thì làm sao mà một cái quả tên lửa tấn công bay đến mà tên lửa phòng thủ lại có thể bắt được? Thì bởi vì họ đã tính được cái gì ạ? Họ đã tính được cái quỹ đạo chuyển động của nó. Ví dụ như đây, một cái viên đạn mà ném ngang như này, đúng không? Chúng ta ngồi bình tĩnh chúng ta tính toán, đúng không? Mất khoảng 1 tiếng chúng ta cũng đo được tất cả những cái vị trí của cái viên đạn nó bay đến, đúng không? Ví dụ người đứng ở đây, đúng không? Đó thì nằm trong tầm bắn của đạn. Thì bây giờ mình dịch lên đây tí là mình sống, đúng không? Có nghĩa là cái việc mà người ta tính đoán được cái gì ạ? Cái quỹ đạo chuyển động của nó là rất quan trọng. Đấy, rất quan trọng. Và để tính được nó thì người ta gọi nó là cái phương trình quỹ đạo. Nó gọi là phương trình quỹ đạo. Thì phương trình quỹ đạo ở đây thì là một cái phương trình của Y theo X. Nếu mà môn toán các bạn học thì các bạn biết là chúng ta có những cái phương trình, ví dụ phương trình bậc nhất Y bằng AX cộng B, đúng không? Hay phương trình bậc 2 Y bằng AX bình cộng BX cộng C. Đó, thì đấy là những cái phương trình quỹ đạo. Thế bây giờ thầy muốn y theo x đây thì làm nào? À thì chắc chắn thầy phải rút t ở đây thì vứt xuống rồi. Vậy ở đây y theo x sẽ bằng cái gì? Các bạn nhìn nhá, y bằng 1 phần 2 g nhân này t bình. T ở đâu ra? À t thầy lấy trên này, t thì cũng đúng là bằng x trên cho v không không? Vậy đây là x bình chia cho v không bình. Vậy cái này nó là 1 phần 2 g chia cho v không bình nhân với x bình. Vậy đây thì có dạng là y là hàm bậc 2 của x không? Thế nên phương trình quỹ đạo này nó cho mình một cái phương trình là phương trình parabol. Parabol là phương trình là bậc 2, đúng không? Phương trình của nó là một cái phương trình parabol, phương trình bậc 2. Thì đây chính là phương trình quỹ đạo của chuyển động ném gì ạ? Phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ném gì? Ném xiên. Phương trình này nếu biết x tính được y, mà nếu biết y tính được x. Đó, biết x tính được y và biết y thì tính được x. Đó, được không nào? Rồi, thì đây là toàn bộ nội dung lý thuyết liên quan đến chuyển động ném ngang. Các bạn xem giúp thầy chỗ nào thắc mắc các bạn comment luôn để thầy giải đáp. Nào, comment luôn để thầy giải đáp. Giúp thầy nào. Đã phải hiểu cái này thì sang ném xiên nó phức tạp hơn thì mới hiểu được nha. Cứ bình tĩnh xem cho thầy. Dấu cộng thứ hai á, dấu cộng thứ hai này em không hiểu, tầm bay xa đấy, thì thay cái tên này đấy vào đây, tầm bay xa đây này, là cái đoạn này này là tầm bay xa, viên đạn nó bay xa bao nhiêu, đúng không? Đó thì thầy thay vào cái phương trình thôi. Chưa hiểu phương trình quỹ đạo. Phương trình quỹ đạo là một phương trình liên hệ giữa y và x, giống như môn toán các bạn muốn biết là phương trình đường thẳng, đúng không? Từ cấp 2 các bạn học phương trình đường thẳng. Tại sao bạn biết đường thẳng? Bởi vì các bạn có phương trình là y bằng ax cộng b. Thì đây thầy cũng cần một cái phương trình bậc 2, đúng không? Thầy cần một phương trình liên hệ và thầy rút ra nó phương trình bậc 2, y bằng cái gì của x bình như này, thì đây là dạng phương trình bậc 2, đúng không? Thì đấy là phương trình quỹ đạo. Đó, thì đấy là phương trình quỹ đạo.
cái vận tốc kia là thế nào? Đây là vận tốc tổng của cổ vật nhá. Chúng ta viết ở đây là vận tốc chuyển động theo phương x, đây là vận tốc chuyển động theo phương y, các bạn hiểu không? Vận tốc chuyển động theo x, chuyển động theo y, có nghĩa là riêng lẻ này mình xét theo từng phương thì nó như vậy đó. Thế còn đây là vận tốc tổng cộng. Vận tốc tổng cộng thì đây này, đây là một cái tam giác gì ạ? Đây là một cái hình hình bình hành biến thành hình chữ nhật, đúng không? Cạnh này là vx này, cạnh này là vy này. Vậy thì có đúng là cái v này này, cái v tổng hợp này của mình là bằng Pythagore của hai cạnh này không? Vx và vy không? Thì nó mới ra này, đúng chưa nào? Ừ. Thế lại khi nào thì tính theo x, khi nào tính theo y? Thầy không hiểu ý của em. Khi nào tính x, khi nào y? Thầy chưa hiểu. Luôn luôn phải song song hai cái x và y, đúng không? Vật chuyển động như thế này là phải cả hai phương x và y, chứ không thể mình tính theo một phương được. Đấy, luôn luôn phải tính cả x và y. Đây, phương trình này. Ví dụ phần trước phương trình của mình là chỉ có x bằng cái gì thôi, đúng không? Nhưng bây giờ phương trình là gồm có cả x cả y, gồm có cả x cả y. Thế còn mấy cái dấu cộng này là những hệ quả mình rút ra từ phương trình thôi. Đó, hệ quả mình rút ra từ phương trình thôi. Được không nào? Rồi, bây giờ thầy và các bạn tiếp tục nha. Tiếp tục. Cái bài toán của mình. Không, sẽ quỹ đạo là quãng đường. Quỹ đạo là hình ảnh nó vạch ra được trong không gian. Còn cái bài toán này thì các bạn không tính được quãng đường. Các bạn làm sao đủ trình độ để tính quãng đường nữa? Đúng không? Làm sao các bạn đủ trình độ các bạn tính quãng đường? Quỹ đạo nó là cái hình parabol cong cong này mà. Đúng không? Làm sao các bạn đủ kiến thức, đủ trình độ về toán học để các bạn tính được cái đường cong này nó dài bao nhiêu được? Đúng không? Phải tích phân chứ. Chưa học đến, chưa tính được. Đường thẳng mình tính quãng đường chứ cong này chịu, không tính được đâu. Nha. Quỹ đạo là gì? Quỹ đạo là hình ảnh mà nó vạch ra trong không gian. Đúng không? Nên nó bay xoẹt phát thì đây, nó vạch ra không gian cái đường như thế này. Đó, là cái hình ảnh thôi, mình xem nó là cái dạng như thế nào thôi. Đó. Nào. Thì đấy là cái bài chuyển động là ném ngang. Thì bây giờ thầy sẽ xét cái ví dụ luôn nha, thầy xét cái ví dụ luôn. Còn ném xiên thì thầy sẽ nói sau. Đấy, không là lẫn. Đây, thì ở đây thầy xem có mấy ví dụ này. Chứ ném xiên vậy phức tạp, nó có hai phương. Chuyển động cả hai phương. Bài đầu tiên là ném xiên này. Bài 2 là ném ngang này. Thầy sẽ chữa ví dụ số 2 luôn cho mọi người nhá. Một bài chuyển động về ném ngang. Đấy, chuyển động ném ngang. Nào bây giờ các bạn đọc đề cái câu này xem là như thế nào, câu số 2. Câu số 2 nhá, mọi người đọc đề xem là có phải chuyển động ném ngang không. Được chưa? Nào, chuyển động ném ngang. Nào, các bạn đọc đề thì các bạn có hiểu đây là ném ngang? À, bây giờ người ta nói nhá, một máy bay chở hàng đang bay ở một cái độ cao là 490 mét, đang bay ở trên cao à, và nó chuyển động với cái vận tốc gì ạ? Chuyển động vận tốc là 100 mét trên giây, thì nó thả một cái gói hàng. Thì các bạn sẽ phải hiểu nó như này, cái thằng máy bay mà nó đang bay ấy, đúng không, gói hàng thì nằm trên cái máy bay này, vậy là gói hàng cũng có cái vận tốc là bằng 100 mét trên giây. Có hiểu không? À, này cái máy bay này đang bay thì nó thả một gói hàng. Thì gói hàng ở đây nó cũng sẽ có vận tốc bằng vận tốc của máy bay là bằng 490 gì ạ? À, xin lỗi, là 100 m/s. Đúng chưa? Và bên thả xuống vậy thì chắc chắn là nó chuyển động như thế nào các em? Nó sẽ chuyển động là ném ngang, bởi vì vận tốc của nó là ném ngang. Đúng chưa? Mình chọn đây là trục Y, đây là trục X. Đúng chưa? Rồi, và cái độ cao H này thì mình biết là bằng bao nhiêu rồi? 490. Các em hiểu câu chuyện không? Đó, H 490 mét. Đúng chưa nào? Rồi, bây giờ xem yêu cầu đề bài nhé. Sau bao lâu thì chạm đất? Nào, sau bao lâu chạm đất? Nhá. Thế thì cái công thức thì thầy đã cho ở đây rồi. Đây này, sau lâu chạm đất này. Công thức này,
đúng không? Các bạn đã kịp ghi ra chưa? Các bạn kịp ghi chưa? Đây cho đầy để đây cho các bạn ghi công thức nhá. Các bạn ghi ra một cái tờ giấy hay là ghi vào tài liệu các bạn giúp thầy. Đó, để chúng ta làm bài tập cho thuận lợi. Được chưa? Thì thầy nói này, các bạn có thể là các bạn nhớ các hệ quả này luôn. Được chưa? À, tốt nhất là như vậy. Còn nếu mà bạn nào mà tư duy tốt thì chỉ cần gì ạ? À? Nhớ cho thầy. Đây, nếu là thầy chỉ nhớ hai cái này thôi cũng được. Bởi vì hai cái này thì thầy suy ra hai cái này. Vì thực tế đây là gì nhỉ? Bài toán chuyển động x và y, x thì chuyển động thẳng đều, y thì chuyển động rơi tự do thì quá quen rồi, mình có thể tự suy ra được nhá. Còn nếu đi thi, kể cả tự luận hoàn toàn các bạn có thể sử dụng hệ quả ở đây nhá. Thì đều là thỏa mãn. Nào các bạn ghi xong rồi thì bây giờ thầy sẽ xuống thầy áp dụng các hệ quả thầy vừa chứng minh vào cái bài toán số 2 cho các bạn nha. Nào, sau bao lâu thì chạm đất? Đúng không? Vậy đây là thời gian chạm đất. Thì thời gian chạm đất nó bằng đúng cái thời gian rơi tự do. Có gì đâu. Đúng chưa? Thay vào. 2 này nhân h nó là bao nhiêu ta? H ở đây nó là bằng 490 chia cho g là 9,8 đúng không? Chia g 9,8 nào. Mười giây. Vậy là sau 10 giây thì nó sẽ chạm đất. Đúng không? Đó, sau 10 giây chạm đất. Dễ chưa nào? Câu B là tầm xa nó chính là cái đoạn này đây các em. Đó, nó đi được bao nhiêu xa? Thế tầm xa là L thì nhắc lại nha, là bằng x x mặt. Mà x thì được tính là bằng V0 nhân T. Thầy thay vào thôi. T này không được lấy bừa nhé, phải là T gì ạ? T chạm đất này này. Đúng không? V0 là bao nhiêu? V0 là vận tốc ban đầu đây. Đây là V0 này. Là bằng 100 m trên giây. Nhân với 10. Vậy là bằng 1000 gì ạ? 1000 m. Đấy. Rồi 1000 m. Được chưa? Rồi 1000 m luôn. Câu C. Xác định vận tốc khi chạm đất. Muốn xác định vận tốc khi chạm đất, thầy phải thỏa mãn hai cái V. Phải tính được hai cái V. Vx và Vy. Khi chạm đất thì theo phương x vận tốc có thay đổi đâu, lúc nào vận tốc theo phương x cũng là bằng V0, tức là bằng bằng 100. Được chưa? Đó, thế còn Vy thì sao? Vy là theo phương thẳng đứng đúng không, thì nó bằng g nhân gì? G nhân t. G bằng bao nhiêu các em? G 9,8. T bao nhiêu? T là thời gian rơi là 10. Được chưa? Vậy đến đây thì thầy và các bạn đã xong bài toán rồi đúng không? Mình dễ dàng tính được V là bằng căn của Vx bình cộng Vy bình. Đúng không nào? Bây giờ mình lấy máy tính mình bấm nhá, 100 bình cộng 98 bình. Rồi, nó sẽ là bằng 140. Nó xấp xỉ 140. Đó. Thì đấy là cái V tổng quát của nó khi nó chạm đất. Rồi, ví dụ số 2 người ta đã xong. Ví dụ số 2 người ta xong. Các bạn xem giúp thầy chỗ nào thắc mắc các bạn comment luôn. Nào. Có ai hỏi gì không? Các bạn tích cực comment nhá, tích cực comment lên. Rồi, sắp tới là học qua nền tảng mới là chúng ta nhìn thấy nhau luôn, đúng không? Là phải tích cực tương tác để hiểu bài hơn, chăm học hơn. Không thắc mắc gì đúng không? Thì thầy tiếp tục thôi. Hiểu rồi gì?
đúng không? Làm mấy câu dễ thấy lại thấy nó dễ. À, câu số 2 này, câu số 3 này. À. Câu số 3. Câu số 3. Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ là 90 km/h từ độ cao 1,75 m, đúng không? Rồi coi như ông này ném đúng với cái độ cao của ông ấy này. Đây, ném ngang. Lực cản không khí không đáng kể. Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo hai phương x và y. Quả bóng chày là tầm xa bao nhiêu? Đúng không? Thế thì đầu tiên là chúng ta cứ chọn hệ quy chiếu. Đó, thích thì các bạn vẽ rồi cái hình ra như này. Đúng không? Các bạn chọn hệ quy chiếu x, y vào đây. Đây là mặt đất đây. Độ cao này là h bằng 1,75 m. Được chưa? Đây là ô. Và quả bóng nó bay như này. Được chưa? Thì các bạn chọn hệ quy chiếu thì như hình. Còn bạn nào mà thích thì mô tả kỹ hệ quy chiếu là chọn gốc tọa độ tại lúc quả bóng bắt đầu chuyển động, đúng không? OX thì từ trái qua phải, UI thì từ trên hướng xuống, đúng không? Rồi xong. Thế bây giờ sau khi chọn hệ quy chiếu xong thì thầy đi viết phương trình chuyển động theo hai phương x và y, đúng không? Nào, theo phương OX thì thầy có x bằng cái gì? X là chuyển động thẳng đều. Vì vậy nó sẽ là bằng V0T. Cái V0 này thì theo thầy các bạn nên đổi đơn vị nó ra là mét. Tính cho nó lại. Chia cho 3,6. Vậy là bằng 25 mét trên giây. Vậy thì thay vào đây là bằng 25T. Theo phương Y là chuyển động rơi tự do. G là bằng 9,8. Thay vào đây 9,8 chia cho 2. Vậy là 4,9T bình phương. Đúng không nào? Xong. Xong phương trình. Câu B. Quả bóng này đặt tầm xa là bao nhiêu? Tầm xa là bao nhiêu? Thế muốn biết tầm xa thì mình phải tính được gì? Mình kiểu gì mình phải tính thời gian. Thời gian chạm đất đã. Đấy, thời gian chạm đất đã. Thời gian đất T bằng căn của 2H chia cho G. Thay vào căn 2 nhân 1,75 chia cho g, g là mấy nhỉ? 9,8 nhá. Đừng quen tay lấy g bằng 10 nhá. Rồi, căn số đấy. Rồi, 0,5976 thôi mình lấy xấp xỉ 0,6 giây đi. Xấp xỉ 0,6 giây. Có thời gian chạm đất rồi thì mình tính được tầm xa L là bằng V0T. Đúng không? V0 của mình thì là bằng 25 đây rồi. Nhân với T là 0,6. Thì là bằng cỡ là 15,54. 15,54 m. Ừ. Cái này cũng ném cũng yếu nhỉ? Ném kiểu gì được có 15 mét nhỉ? Đúng không? Ném không ăn thua rồi. Vận tốc 90 km/h mà được có 15 mét. Ờ, thầy trò chúng ta tính nó có bị sai đâu không? Thấy tự nhiên nó hơi vô lý. Ném cái gì được 15 mét, đúng không? Cái này thì ai ném cho được. À nhưng mà mình phải tính xem cái vận tốc khi chạm đất xem nó còn mạnh không. Đúng không? Nào, vận tốc khi chạm đất. Thật ra là trong thực tế thì nó còn có lực cản nữa, đúng không? Nào, vận tốc khi chạm đất. Đó, thì bây giờ thầy sẽ thì đi tính Vx. Vx là bằng V0. Là bằng 25. Vy. Vy thì là bằng G nhân T. Vậy là bằng 9,8. Nhân với T là 0,6. Rồi, bằng 5,88. 5,88. Vậy từ đây mình tính được V. Đúng không?
thì là bằng 25,68. Đó, xong cái ví dụ gì ạ? Xong cái ví dụ số 2. Cái vận tốc người ta ghi là ngay trước khi chạm đất thì coi như là vận tốc chạm đất ấy, đúng không? Ừ. Bóng nặng này thầy, thật ra cái môn bóng chày này thầy chưa được chơi bao giờ luôn. Thầy cũng chỉ xem người ta chơi một vài lần, thầy chưa được chơi bao giờ, thậm chí thầy chả hiểu luật nó như thế nào. Ngày xưa thì thầy có mấy anh bạn là hay chơi cái môn này. Thầy có mấy ông bạn là hay chơi môn này. Ủa thầy 25 ở đâu không thấy? Đây, 25 đây. 25 đây em ơi. Ừ, không tập trung rồi. Thầy có ngày xưa thầy có mấy ông bạn hay chơi mấy môn này này. Chứ còn thầy chả biết bóng nặng nhẹ nhờ. Ông Nobita này. Ông Sunio này, đúng không? Ông Zayan này, đấy là mấy ông thầy quen hồi nhỏ này hay chơi. Thì thầy cũng không biết là thầy cũng biết cái môn này nó luật như thế nào luôn. Ok chưa? Vậy là xong. Xong cái ví dụ số 3. Nào xem ví dụ 4. À, ví dụ 4 là ví dụ cũng là ném ngang. Nào, ném ngang nhá. Từ một vách đá cao 10 mét, một người ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ là 5. Đúng chưa? Rồi, ném ngang. Rồi, từ vách đá cao 10 mét so mặt nước biển, một người ném ngang một hòn đá nhỏ tốc độ là 5. Đúng không? Đây, tốc độ là 5 mét trên giây. Vậy là V0 là 5 nhá. Thì đừng có ai hỏi thầy là 5 ở đâu. Được chưa? Thì chắc chắn chuyển động là ném ngang này rồi. Được chưa? Hệ quy chiếu như cũ thôi, thầy không viết lại nữa nhá. À đây là Y này. Đây là mặt đất. Đúng không? Vách đá này có độ cao H là bằng 10 mét. Rồi. Nào bây giờ xem xử lý này. Câu A là viết phương trình chuyển động. Chắc chắn là các bạn phải chọn hệ quy chiếu trước nha. Hệ quy chiếu như hình vẽ này. Nào bây giờ mình viết phương trình chuyển động. Trình chuyển động ở đây thì có phương trình x và y, đúng không? Nào x thì dễ rồi, v0t bằng 5 nhân t, đúng chưa? Y 1 phần 2 gt bình, thay 98 vào đây, vậy là bằng 4,9t bình phương. Xong câu A. Câu B, xác định tọa độ. Tọa độ là gì? Tọa độ chính là tọa độ x, tọa độ y sau gì ạ? Sau 1 giây. Các bạn vứt vào đây. Vậy thì các bạn sẽ có x bằng 5 nhân 1, đúng không? Bằng 5. Y là bằng 4,9 nhân với t bình phương, chính là 1 bình phương. Vậy là 4,9. Đó. Có cái tọa độ này rồi thì thầy sẽ biết là ví dụ sau 1 giây thì nó đang ở đây, đúng không? Đấy. Sau mấy giây nó ở đây. Đó, thì đấy là cái việc mà chúng ta sẽ xác định được cái vị trí của nó, tọa độ. Câu C là xác định tầm xa và tốc độ khi chạm đất. Đúng không? Nào thì bây giờ thầy nhờ các bạn lấy máy tính bấm cho thầy đi. Được không? Bởi vì quá quen à. Tầm xa L của mình là bằng V0 nhân T chạm đất là căn của 2H trên G. Được chưa? Còn V khi chạm đất của mình là bằng căn của Vx bình cộng Vy bình. Đó, đúng không? Thì thầy nhờ các bạn tính cho thầy. Có lẽ là trước đấy thì chúng ta nên nên tính, đúng không? Trước đó là chúng ta nên tính cái T chạm đất đã. Đúng không? Để mình tính thằng Vy. Đó, còn Vy là bằng G nhân T. Đúng không? Vy chính là G nhân T. Nào, thế thì nhờ các bạn tính cho thầy L bằng mấy, V bằng mấy để chốt lại cái chuyển động ném ngang này. Nào, máy tính đâu? Tính giúp thầy. L bằng 10 phần 7 à? Mười phần bảy, lấy phân số cũng không được à? Nào các bạn khác đâu rồi? Các bạn khác đâu rồi? Các bạn khác tính cùng với cả lớp nào.
50/7 à? Không sao, xấu không sao. Sao có bạn 10/7, có bạn 50/7 thế? Sao lại khác nhau nhỉ? Thôi thầy lại phải đích thân tính à? À, T là 10/7. Đúng không? Cái này là 50/7. Ok, thế này là số đẹp mà xấu đâu. Thế còn cái thằng V này thì xấu là cái chắc rồi đúng không? Nó là căn kia thì có mấy khi mà nó đẹp đâu các em. Lúc này là bằng 14,8 đúng không? Đúng chưa? 14,87. Chuẩn chưa các em ơi? Tiếp nhá. Vậy là xong phần gì ạ? Phần ném ngang. Bây giờ thầy và các bạn sẽ đến với cái phần phần ném xiên. Đấy, phần ném xiên. Đây là chuyển động ném xiên. Đây là ném ngang này. Đây là ném xiên nhá. Thì cái bài toán ném xiên ấy thì như thế này. Đây, những hình vẽ thầy đã mô tả rồi. Lúc nãy là người ta ném một cái vật nó chỉ bay ngang thôi, nhưng bây giờ người ta có thể ném một cái vật nó lệch một cái góc đi, nó chếch một góc đúng không? Đây là ví dụ. Ném cái vật với cái vận tốc nó check lên như này đúng không? Thì đấy chính là bài toán gì? Bài toán ném xiên. Còn ném xiên đó, thế đây để cho nó thuận lợi nhất thì mình đang xét những cái bài toán cơ bản là ta ném xiên một vật nó nằm ở mặt đất rồi ném. Thế còn chúng ta sẽ gặp những cái bài nâng cao hơn là ném xiên những cái vật nó có một cái độ cao nào đó đó, thì thầy sẽ có cái buổi nâng cao cho các bạn cái nội dung đó đúng không? Thì, ví dụ bạn nào mà chơi tennis chẳng hạn. À, đúng không? Khi quả bóng đập sang bên này rồi nó nảy lên, chúng ta tác động một cái lực ném xiên vào, hay như quả bóng bàn, đúng không? Thì nó sẽ xoáy và sẽ có bài toán là tính cái lực nó phải theo góc nào để có thể là vượt qua được cái lưới, đúng không? Vượt qua được lưới và với góc nào thì nó sẽ bay được là xa nhất, thì đấy là những cái bài toán mà nâng cao hơn chúng ta sẽ giải quyết ở cái phần nội dung nâng cao buổi sau. Hôm nay chúng ta làm quen với phần cơ bản trước, các em nhé. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ chứng minh lại các cái công thức của cái bài toán ném xiên cho mọi người nhá. Bài toán ném xiên. Đúng không nào? Rồi, bây giờ mình xem là bài toán ném xiên xem nó như nào. Thì như thầy vừa mô tả là một vật sẽ được gì ạ? Một vật đây, nằm ở mặt đất thôi. Thế bài toán ném xiên thì chúng ta sẽ chọn hệ quy chiếu nó khác cái bài toán ném ngang. Đấy, đây là trục x này. Đây là trục y, chọn hệ quy chiếu như này. Và giả sử một vật đang được ném xiên với một cái vận tốc ban đầu cũng là V0 như này. Thế nhưng V0 lúc nãy nằm ngang. Thế bây giờ V0 này thì nó sẽ hợp với phương ngang một cái góc là góc alpha. Vì vậy lúc này thì vật nó sẽ chuyển động theo cái quỹ đạo như thế này. Đó, đúng không? Nó sẽ chuyển động theo cái quỹ đạo như này. Được chưa? Vật chuyển động quỹ đạo như này. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn hệ quy chiếu như hình nhá. Cái này thì chắc khỏi nói, gốc tọa độ đây, trục x, trục y nó sẽ ngược lại với ném ngang một chút. Đúng không? Ngược lại ném ngang một chút. Nào, thế thì bây giờ thầy phân tích này. Là thầy cũng sẽ phải phân tích hai phương là phương x và phương y. Đúng không? Thế thì đến đây thì lại có một cái chút hơi khó cho các bạn. Là các bạn đã học bài toán cộng vector chưa? Nào, ở phần toán đã học đến cộng vector chưa nhỉ? Hôm trước thầy có bổ túc kiến thức này không biết nhớ không? Đã học đến cộng vector chưa? À, thế nếu mình có cộng vector thì mình cũng có việc là người ta tách cái vector ra. Thì cái phép đó người ta gọi trong môn lý mình gọi là phép chiếu. Đúng không? Thì thầy mở rộng một chút về đây, thầy có một cái giải thích về phép chiếu cho các bạn trước.
phép chiếu nó ngược lại với cái phép là cộng vector tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Phép chiếu là như thế này. Bây giờ một vật mà chuyển động với một hay là một cái đại lượng vector nào đấy mà nó nằm không trên phương x và cũng không trên phương y. Ví dụ như thế này, thầy có một cái đại lượng bất kỳ, ví dụ thầy ví dụ như với bài này thì kêu là v ở đây này. Được chưa? Là v này. Thì bây giờ nhiệm vụ của thầy là gì? Thầy sẽ tách v này ra theo hai phương x và phương y. Đó, tách ra theo hai phương x và y. Bằng cách là gì? Từ đầu mũi tên của v, thầy hạ vuông góc xuống đây. Đó, hạ vuông góc đây. Thầy nối từ gốc này vào đây thì thầy được vector này là vector vx. Từ đầu mũi tên này thầy hạ vuông góc vào đây thì thầy được nối vào đây thì thầy được cái này là vy. Và chúng ta thấy là nếu mà theo quy tắc hình bình hành mà chúng ta học thì có đúng v này sẽ là bằng vx cộng vy không? À, v thế thì cái mục đích mà chúng ta tách nó ra như này để chúng ta nghiên cứu xem là vật nó chuyển động theo từng phương như thế nào. Thì cái phép này gọi là phép chiếu. Và đây là một trong những cái phép vô cùng được sử dụng nhiều trong chương trình vật lý, nhất là với lớp 10. Nhá. Ngay ở đầu học kỳ 2 thôi, chúng ta sẽ làm quen với cái việc là phân tích lực. Đúng không? Chúng ta sẽ gặp vô cùng nhiều những cái bài toán là phân tích tổng hợp lực. Tổng hợp lực cũng nghĩa là chúng ta cộng nó vào. Đúng không? Còn phân tích cũng như là chúng ta tách nó ra. Thì đây, cái phép chiếu này chính là cái việc chúng ta phân tích lực. Chúng ta đó, giống như phân tích. Nguyên đại biệt từ cái V này, bây giờ thầy sẽ tách nó thành hai cái V là Vx và Vy để nghiên cứu. Được chưa nào? Thì bây quay trở lại bài toán này. Thì đây, ông V0 này chẳng nằm trên x, chẳng nằm trên y. Vậy thì chắc chắn ở đây thầy sẽ phải tách cái ông này ra thành hai cái V rồi. Không thể để ông ấy nằm lơ lửng như thế, mình phân tích kiểu gì, đúng không? Nào. Đúng chưa? À, thành hai cái V, Vx và Vy. Đó. Thế thì ở đây, các bạn lưu ý với thầy là nếu mà thầy xét trong cái hình chữ nhật này, thì Vx bằng gì? Có đúng là với cái tam giác này, góc alpha này, thì Vx sẽ là bằng V0 cos alpha không? Các bạn có thuộc công thức lượng giác không? Còn Vy, Vy, à, cái này thầy viết là Vx là không đúng đâu, đúng không? Thầy sẽ sửa lại một chút nha, không tí nữa lại nhầm lẫn ký hiệu. Thầy ký hiệu cái này là V0x, còn đây là V0y. Có nghĩa đây là vận tốc đầu theo gì ạ? Theo hai phương. Thầy viết nho nhỏ vào đây thôi. Được không? Là V0x là bằng V0 nhân cos alpha. Đúng không? Cạnh kề với góc thì luôn là nhân cos. Đó. Còn V0y, V0y, V0y là cạnh này bằng cạnh này đây, thì là cạnh đối với góc. Thì là V0 nhân sin alpha. Nhá, cứ cạnh kề thì là cos, cạnh đối thì là sin. Đó, một ông sin thì ông kia là cos. Đơn giản vậy thôi. Nào, thế thì bây giờ chúng ta xem là theo phương x và phương y thì hai vật chuyển động như thế nào. Đó, thì giống lúc nãy thôi. Theo phương ox, đúng không? Theo phương ox. Phương x này thì vật chuyển động có mỗi cái vận tốc là V0x thôi. Đúng không? Vậy là chuyển động thẳng đều. Đúng không? Thẳng đều. Với vận tốc là V0x. Đúng chưa? Không có chả có gì. Còn phương y thì các bạn lưu ý, phương y là phương thẳng đứng, vật luôn phải chịu gia tốc trọng trường g. Bị trái đất hút mà. Vậy thì chắc chắn một điều là nó sẽ chuyển động gì ạ? À, OI. Đúng không? Chắc chắn. Ta coi như là theo phương y, các bạn chỉ nhìn theo phương y cho thầy thôi nhá. Theo phương y thì có vận tốc V0y được ném lên, g xuống. À, vậy thì V0y này sẽ là một cái vật được ném thẳng đứng. Ném thẳng đứng với vận tốc là V0y. Được chưa? Ném thẳng đứng vận tốc V0y. Từ đây thì chúng ta dễ dàng ta rút ra được phương trình. X bằng. X là chuyển động thẳng đều. Vậy là V0x nhân t. Chính là
chính là V0 nhân cos alpha nhân T. Y Y là chuyển động gì? Chuyển động ném nhé. Mà chiều dương của mình là chọn hướng thẳng lên ấy. Thế nên cái G này này nó có giá trị là âm, chiều dương hướng lên. Thế nên đây nó sẽ là bằng V0Y nhân T trừ 1 phần 2 GT bình phương. Đó, cái ông ném xiên thì nó phức tạp hơn. Đúng không? Các bạn nhớ chuyển động thẳng đều không? X là bằng X0 cộng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Đúng không? Thì ở đây thì cái A của mình là bằng trừ G. Thì G nó ngược chiều dương mà. Nên nó có dấu trừ, X0 thì không có. Vậy nó còn như này. Các em hiểu câu chuyện không? Đó, thì đấy là cái biểu thức của chúng ta nhé. Đấy là hai phương trình. Cái này mà tí nữa mà rút ra cái phương trình quỹ đạo ấy là vô cùng phức tạp đấy, chứ không hề đơn giản đâu. Đúng không? Đấy, nên là cái này là thường người ta không yêu cầu mình rút ra cái phương trình quỹ đạo. Bởi vì rút thế vào T đây nó sẽ là phương trình bậc 2, nhìn nó rất là khó. Đúng không? Rất là khó. Còn các bạn hiểu phương trình quỹ đạo đơn giản là thầy rút T ở đây thay x0, thay T là bằng x chia cho V0 cos alpha thay vào hai cái T rồi. Nhưng biểu thức nó rất là cồng kềnh. Đấy, biểu thức nó khá cồng kềnh. Nhá. Thì bây giờ mà nếu mà gặp thì chúng ta thế vào thôi. Đó, thế thì bây giờ xong hai phương trình của tọa độ. Bên mình còn phương trình của gì ạ? Mình còn phương trình của vận tốc nữa, đúng không? Thì mình đi xét phương trình vận tốc nhá. Nào, Vx thì bằng cái gì nào? Thì theo phương x, vật chuyển động thẳng đều nên nó là V0x thôi. Theo phương y. Phương y thì đây là một cái chuyển động ném thẳng đứng với vận tốc V0y, có nghĩa nó là chuyển động chậm dần đều. Chuyển động chậm dần đều. V là bằng V0 trừ AT. Vậy là bằng V0y trừ GT. Đó. Thì đấy là vận tốc theo phương x và vận tốc theo phương y. Được không nào? Rồi, nào bây giờ chúng ta xem chúng ta giải quyết bài toán như nào. Ở bài toán ném xiên này thì người ta quan tâm đến gì? Thứ nhất là người ta họ quan tâm là độ cao lớn nhất mà đạt được, tầm cao. Và tất nhiên là người ta cũng quan tâm đến gì ạ? Đến tầm xa. Đấy, người ta quan tâm đến tầm cao và tầm xa. Quan tâm hai cái này thôi. Nào, thế thì bây giờ cái mấu chốt ở cái vị trí cao nhất là như thế nào? Khi nào thì nó đến vị trí cao nhất để mình đi tính cái tầm cao đây. Tầm cao. Nào, bây giờ làm sao mình đi tính tầm cao? Không biết các bạn có nhớ cái bài toán tính một cái vật bị ném từ dưới lên. Khi nào thì nó lên đến vị trí cao nhất các bạn nhỉ? Một vật được ném từ dưới lên, khi nào nó đến vị trí cao nhất? Bạn nào nhớ comment xuống cho thầy. Xem có nhớ không nào. Khi nào thì nó đạt cái tầm cao là cao nhất? Chính xác, Nguyễn Tú nói đúng này. Công phá nguyện vọng này. Công phá nguyện vọng nhưng vận tốc cuối là không đúng không? Đúng rồi. Anh Vũ là cũng chuẩn này, đúng không? Rồi, Trung Kiên, đấy, các bạn nhớ. Nó lên đến cao nhất thì vận tốc nó bằng không. Đúng không? Thì cái vận tốc gì bằng không? Vận tốc gì bằng không? À, đang nói đến lên cao thì có nghĩa là gì? VI, đúng không? Vậy thì mấu chốt ở đây là VI. Mấu chốt. Đúng không? Ông ném ngang lúc nãy thì chạm đất là gì? Là y y bằng h. Đúng không? Còn ông này mấu chốt là VI là bằng 0. Đấy là mấu chốt của chúng ta. Nha. Mấu chốt của chúng ta là VI là phải bằng bằng 0. Đây là mấu chốt. Vậy VI bằng 0, thầy thay phương trình VI thì thầy sẽ rút được T bằng cái này bằng 0 này. Đúng không? Các bạn nhìn biểu thức nhé, cái này bằng 0 thì cái T này có đúng bằng V0Y trên G không? Đây chính là thời gian để nó lên đến vị trí cao nhất. Đây là thời gian đến vị trí cao nhất. Vậy thì đúng không? Vậy thì cái độ cao lớn nhất mà nó đạt được
đúng không? Chúng ta sẽ gọi H là tầm cao. Sẽ bằng T này, thầy thay vào phương trình của Y. Thầy thay vào phương trình của Y. Nhá, thay phương trình của Y. Nào, V0Y nhân với T, T là V0Y trên G. Chứ 1 phần 2 G nhân T bình chính là V0Y chia cho G tất cả bình phương. Hai cái này thì đều là V0Y bình chia G. Vậy rút gọn lại thì còn là 1 phần 2 G nhân V0Y bình phương. 1 phần 2 V0Y bình phương trên G. Thầy để viết thiếu cái dấu gạch. V0Y bình phương trên G. Đúng không? Đó. Tầm cao. Được chưa? Chính là 1 phần 2 V0Y bình phương trên cho G. Thế thì thầy sẽ rút hẳn ra đây cho các bạn nhìn cho nó rõ để thành cái hệ quả nhá. Viết nó hẳn ra đây. Phải suy ra. V0Y là cái gì? V0Y chính là bằng đây, V0Y đây. Chính là V0 sin alpha. Vậy bằng 1 phần 2 V0 bình sin bình alpha chia cho G. Được chưa? Thì đấy là cái tầm gì ạ? Đấy là tầm cao. Được chưa? Vậy là thầy tính được cái tầm cao là một. Thứ hai là thầy tính được cái thời gian chạm đất không? Thời gian chạm đất của thầy kêu là T0 đi. Thì nó sẽ là bằng 2 lần cái T này. Tại sao? Các bạn nhìn đấy. Đây là chính giữa của gì? Đây là chính giữa của quỹ đạo. Vậy thời gian đi từ đây đến đây ý, thì cũng bằng thời gian từ đây đến đây. Đúng không? Thầy đỡ về việc là thời gian chạm đất. Còn nếu tích thời gian chạm đất này thì thầy thay gì ạ? Thầy xem là x bằng 0. X bằng 0. Đúng không? Đó, x bằng 0 để thầy rút ra. Đúng chưa? Thì cái phương trình x bằng 0 nó rút ra thì nó sẽ rút theo t ở trên thay vào nó sẽ có là phương trình bậc hai, nó hai nghiệm. Một nghiệm là t bằng 0, một nghiệm t bằng bao nhiêu đó. Đúng không? Nhưng cái thầy muốn nói đây là t. Tại sao thời gian chạm đất nó lại tính như vậy? Đúng không? Tại sao thời gian chạm đất lại tính như vậy? Bởi vì là thầy chia đôi ra. Thời gian đi từ thấp nhất lên đến đỉnh cao là t thì gấp đôi lên. Đúng không? Vậy t0 là bằng 2t. Vậy nó sẽ là bằng 2 lần của V0Y chia cho G. V0Y thì là V sin alpha nhá. Rồi và cuối cùng là mình đi tính tầm gì ạ? Tầm xa. Tầm xa. Tầm xa thì L bằng cái gì? Đấy, tầm xa thì phải tính theo x, L đấy. V là công thức đấy. Mà thời gian khi nó chạm đất đây là tầm xa, đúng không? Tầm xa là cái đoạn này. Đó. Thì nó là bằng cái cụm này, đúng không? À, bằng đây xin lỗi các bạn. Là cái T này, đúng không? Mình lấy cái T này, mình thay phương trình này. Vậy là V0 nhân cos alpha nhân với 2 lần V0Y chính là V0 sin alpha chia cho G. Đúng không? Đó. Mà nếu mà bạn nào mà học lượng giác rồi, đúng không? Bạn nào mà học lượng giác rồi thì các bạn biết có công thức là 2 lần sin nhân cos ấy, thì nó là bằng sin 2 alpha. Vậy đây chính là V0 bình nhân sin của 2 alpha trên cho G. Sin V0 bình sin 2 alpha trên cho G. Hơi lằng ngoằng nhỉ. Đúng không? Phần ném xiên này các bạn thấy là công thức nó khó đỡ. Khó đỡ. Đúng không? Khó đỡ hơn là phần ném ngay. Đúng không? Rồi thì mọi người chứng minh lại xem lại các công thức nhá. Rồi thì bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau xét một số những cái ví dụ ở đây để cho nhớ hơn công thức này. Mọi người cố gắng ghi chép nó ra đâu đấy giúp thầy nhá. Để bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức này, chúng ta tính toán đó. Nào, sử dụng công thức tính toán nhá. Ví dụ số 1. Đây, ui rồi, ví dụ số 1 nhiều phần thế. Nào, một người bắn viên bi vận tốc ban đầu là 4, vậy đây là V0 này. Xiên 45, vậy đây là góc alpha này. Rồi, tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng.
tại các thời điểm là bắt đầu bắn sau 0,1 giây và 0,2 giây. Đúng không? Vận tốc của viên bi thì chính là V. Đúng không? À vậy là cái câu số 1 này này. Câu số 1 này là thầy phải đi tính điện, thầy phải đi tính V. Thầy đi tính V. Nào. Thì gồm có ông V gì ạ? Vx và Vy. Vx là bằng V0x. Vy là bằng V0y trừ GT. Vậy thầy thay vào đây. V0x là bằng cái gì? À là bằng V0 nhân gì ạ? Nhân cos alpha. Vậy là bằng 4 nhân cos của 45. Các bạn nhớ để chế độ là độ nhá. Cái này nó là 2 căn 2. Còn ông này thì là bằng V0y chính là V0 sin alpha trừ GT. Đúng không? Trừ GT. Vậy là thay vào. Ơ cái này bài này lấy gần mấy không nói á. Thôi thì bài này thầy không biết gần mấy. Đúng không? Chắc là lúc soạn nó bị thiếu một tí. Thầy lấy gần 10 mét trên giây bình đi. Đúng không? Rồi. Thay vào đây. Thì đây là bằng 4 nhân sin của 45 trừ 10T. Tức là 2 căn 2 trừ 10T. Được không nào? Vậy là cái số 1 xong. Được chưa? Cái số 1 mình xong. Thế thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn chỉ cần thay thời điểm T vào đây thôi. Thời điểm bắt đầu bắn là T bằng 0. T bằng 0. Cái V0x thì nó cố định đi rồi. Chả quan trọng T nào. Đúng không? Ừ. Đấy. Không quan trọng T nào. Thế còn V0y thì các bạn thay lần lượt ở đây thôi. Thay lần lượt ở đây thôi. Đúng không? Thay ở đây. 0 giây này. 0,1 giây và 0,2 giây. Rồi thì cái này dễ thì thôi. Xong nhá. Ừ. Xong. Được chưa? Các bạn tự thay 0,1, 0,2 mà không vào. Câu B, ý số 2. Viên bi đạt tầm cao H lúc nào? Đúng không? Nhắc lại, đạt tầm cao H lúc nào? Lúc V0y là Vy bằng 0. Vy bằng 0 thầy suy T là bằng V0y chia cho g. Đó. Đúng không? Đấy, hoặc là các bạn cho cái này bằng 0 trực tiếp cho thầy. Đúng chưa? Các bạn cho này bằng 0 trực tiếp thầy vì biểu thức mình có đấy rồi, đúng không? Mình không cần biến đổi nữa. Đây là thầy viết lại công thức tổng quát thôi. Thế này bằng 0 thì T là bằng 2 căn 2 chia cho 10, 10 giây. Đúng không? Chia 10 giây. Xong. Tính tầm cao H. Tầm cao H thì là phải đi tính cái gì ạ? Tính H chính là bằng gì? H của mình nó chính là bằng Y max. Đúng không? H là theo phương Y max. Y thì được tính là bằng... Thôi thì thay hệ quả luôn, không chứng minh lại nữa nhá. Đúng không? Thì cô nhớ cái H max lâu nào? Là V không bình sin bình alpha trên 2G. Đúng không? V không bình sin bình alpha chia cho 2G. Nhớ công thức thôi. Chịu khó nhớ đi. V ở đây thì là bằng 4. Đúng không? 4 V không? 4 bình này. Nhân sin bình của 45. Chia cho 2 nhân 10. Cái này bao nhiêu ta? 16 chia cho 20. Vậy là 0,8. Sin 45 bình phương là 1 phần 4. Vậy là 0, à 1 phần 2. Vậy cái này là 0,4. 0,4 0,4 mét. Được chưa? Rồi. Bắn viên bi thì cao được 40 phân là hợp lý rồi. Đúng không? Rồi, hợp lý không? Nào. Câu C, gia tốc viên bi ở tầm cao H có giá trị bằng bao nhiêu? Thì phải có cái nhân tố mới là cái nhân tố gia tốc. Đúng không? Có nhân tố mới này là nhân tố gia tốc. Nào, thế thì bây giờ mình giải quyết cái nhân tố gia tốc này như thế nào? Giải quyết nhân tố gia tốc này như nào? Gia tốc bằng bao nhiêu? Thầy hỏi các bạn gia tốc bằng bao nhiêu? Gia tốc bao nhiêu? À, thế thì ở đây chúng ta thấy là theo phương x là chuyển động thẳng đều không có gia tốc. Theo phương y thì coi như là chuyển động ném. Thế nên là gia tốc, đúng không? Chính là bằng g là bằng 10 mét trên giây bình phương. Đúng không? Còn là cái gì nữa? Chính là g bằng 10 mét trên giây bình phương. Đúng không? Và đây nếu mà đúng theo hệ quy chiếu mình chọn thì mình sẽ ghi là gia tốc là bằng trừ 10. Đúng không? Còn gia tốc các bạn biết là g đây thì người ta cũng đủ hiểu rồi. Rất đơn giản nhá. Tiếp tục, ý số 3. Vận tốc viên bi có độ lớn cực tiểu
ở vị trí nào? À, đây là một ý mới. Vận tốc cực tiểu. Thế thì chúng ta biết là vận tốc ấy, vận tốc ấy, thì gồm có hai vận tốc là vx và vy, đúng không? Vx, vy. Và v của mình thì luôn là căn của vx bình cộng vy bình, đúng không các em? Đúng không? Đó, cái này ném ngang như nào thì ném xiên như thế. Cứ một cái chuyển động trên gì nhỉ? Trên hai phương x và y thì vận tốc nó luôn tính như thế. Đúng nào? Thì bây giờ chúng ta thấy là cái vx này thì nó đã cố định, nó bằng hai căn 2. Vậy là cái v này này, cực đại cực tiểu nó không có do cái thằng vx này quyết định đâu. Đúng không? Đó. Thế thì nó sẽ quyết định bởi vy. Mà vy bình nhỏ nhất là bằng bao nhiêu? Là bằng 0. Khi nào? Khi ở vị trí cao nhất. Đúng không? Có đúng là ở vị trí cao nhất thì cái vy này của mình nó bằng 0 không? Đúng chưa? Xong. Được chưa? Rồi, câu B. Vận tốc cực tiểu vào thời điểm nào? Thì thầy vừa mới nói vận tốc cực tiểu khi ở thời điểm cao nhất chính là thời điểm T. Đúng không? T đây. Cho cái vy này bằng 0. Đó, chính là T là bằng 2 căn 2 phần 10 này. Đúng không? 2 căn. Đó, đây, chính là cái kết quả này. Thay đúng cái kết quả đó vào thôi. Đúng chưa nào? Không cần phải lấy một cái vị trí nào khác cả. Chính là vị trí cao nhất luôn. Lấy chính vị trí cao nhất luôn. Đúng không? Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Câu B xong này. Vận tốc bên B độ lớn cực tiểu là cao nhất ở thời điểm nào thì chính là thời điểm là 2 căn 2 phần 10 giây. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Đến ý số 4. Ủa, cái đề này là 4 ý. Khi nào thì viên bi chạm sàn? À, viên bi chạm sàn khi nào cái người hỏi thời gian thì nó là T0. Nó bằng 2 lần T, đúng không? Gấp đôi cái thời gian lên cao nhất. Thì cái này nhân 2 lên thôi. Đúng không? Vậy là 4 căn 2 phần 10 giây. Rồi. Vận tốc của viên bi khi chạm sàn. Đúng không? Vậy là thầy sẽ phải thay cái VT0 này này vào đây. Thì thầy có lần lượt là VX bằng cái gì? VX là bằng 2 căn 2. VY là bằng cái gì? VY đây. 2 căn 2 trừ 10 nhân với T là 4 căn 2 phần 10. Đúng không? 4 căn 2 phần 10. Vậy cái V này của mình nó sẽ là bằng trừ 2 căn 2. Đúng không? Có bạn bảo là ố, sao V nó lại âm này? À thì các em phải hiểu là khi nó chạm đất ấy. Đây, thì nháp này. Đúng không? Thì đây là Vx. Còn lúc này là Vy nó cắm đầu này. Thì có đúng nó ngược chiều dương không? Đúng không? Đó, ngược chiều dương không? Thế nên lúc này là gì? Đây là Vx nha. Đó, thế nên lúc này hiển nhiên V của mình ở đây thì ok không sao. Nhưng cái thằng Vy này nó cắm đây là nó sẽ âm. Đó, nó có giá trị âm. Theo phương trình của mình là nó sẽ có giá trị âm. Còn cái V là khi mình Pythagore thì nó luôn dương rồi. Nào, vậy từ đây thì tính được V. Theo công thức này, thay hai ông này vào thì ở đây nó sẽ là bằng 4, đúng không? 4 mét trên giây. Được chưa? Pythagore nhá, Vx bình cộng Vy bình 2 căn 2 với 2 căn 2 tất cả bình thì nó là bằng 4 rồi. Cái này là mình nhẩm được luôn, không có gì phải lăn tăn cả. Rồi, và câu cuối cùng là xác định tầm xa. Tầm xa L. Yeah, tầm bay xa. Tầm bay xa thì mình dùng công thức của tầm bay xa thôi. Đúng không? Hơi khó nhớ nhỉ. V bình nhân sin của 2 alpha chia cho G. Muốn nhớ được thì nên là chứng minh lại các công thức nha. Thì mình nhớ được. Còn không là quên ngay đấy. Được chưa? Cái này là V0 ạ. V0 của mình là 4 bình phương nhân sin của 2 alpha là 2 nhân 45 chia cho G là 10. Nào, 4 bình phương này nhân với sin 90 thì là bằng 1 chia 10. Đây là 1,6 mét. Đúng không? Rồi, chơi bi bắn 1,6 mét thế là hợp lý rồi, đúng không? Tính ra đây thấy là yên tâm. Vậy là xong cái ví dụ số 1, rất giản. Nào, và câu cái ví dụ cuối cùng của chúng ta trong bài ngày hôm nay chính là ví dụ số 5.
chúng ta luyện tập thôi, chứ còn nó cũng rất là tương tự các cái câu hỏi lúc nãy rồi. Nào, một người nhảy xa với vận tốc ban đầu là 7,5 theo phương xiên 30 độ. À, vậy là ông này cũng nhảy như này, đúng không? V0 này là bằng 7,5. Góc alpha là 30 độ. Đó, các bạn đọc kỹ theo phương hợp với góc nào nhé. Vì góc alpha của mình là theo phương nằm ngang. Nếu bài này mà người ta hỏi cho góc theo phương thẳng đứng thì góc này 60 độ này. Đúng không? Lưu ý chỗ đấy. Câu A, vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang. Đúng không? Có nghĩa là câu A người ta hỏi V0X và V0Y. Đúng chưa? V0X là bằng V0 cos alpha. Thì là 7,5 nhân cos của 30. Cos 30 thì là căn 3 trên 2. Thôi thầy cứ bấm cos 30 đi. Lấy phẩy nha. Tránh như nào được. 6,49. Thôi thầy lấy là 6,5 mét trên giây. Làm tròn đi. À, cái này thì sao? Là sin. Đúng không? V0 sin sin alpha. Thì nó là bằng 7,5 mà chia cho 2 đấy. Thì nó là 3,75. Được chưa? Rồi, vậy là xong hai cái thằng V ban đầu. Câu B là đi tính cái tầm cao H. Đúng chưa? Tính tầm cao H thì muốn tính tầm cao H thì các bạn nhớ lại điều kiện các bạn thay vào. Đúng không? Hoặc các bạn gì nhỉ? Sử dụng hệ quả thế cho luôn. Đúng không? Đấy, các bạn sử dụng hệ quả thế cho luôn. Là tầm cao H nó bằng cái gì? Đúng không? Nó chính là bằng V0. Đây, viết lại tầm nghe. Bằng V0Y bình phương chia cho 2G. Chính là V0 bình nhân sin bình của alpha. Nào, V0 của mình. V0 là bao nhiêu? V0 là 7,5. Nhân sin bình của 30. Chia cho 2. Nhân G là 9,8. Sin 30 là 1/2, vậy cái này là 0,25. Ui, 0,717 gì đấy. Xấu lắm. Thầy lấy 0,72 giây đi. Thấy không? Nhìn số nó loằng ngoằng quá. Thôi mình lấy 0,72 đi. À, 0,72 mét chứ. Đấy, giây. Đúng không? 0,72 mét. Ông này vẫn nhảy hơi yếu nhỉ? Nhảy 0,7 mét à? Đúng không? Ừ. Nhảy được 0,72 mét so với mặt đất. À, ừ, tí là cũng được rồi. 0,7 mét so với mặt đất là được rồi. Nào, câu C. Thời gian từ khi bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao. Thì cái thời gian T của chúng ta. Đúng không? Rồi. Thời gian T của mình nó chính là V0 gì ạ? Nó là V0Y trên cho G. Đúng chưa? Đó, V0Y. V0Y của mình thì bằng bao nhiêu? V0Y của mình thì là V0 sin alpha 7,5 sin 30 mà chia cho G là 9,8. Rồi, nó sẽ là bằng 0,38 giây. Được chưa? 0,38 giây. Ok không nào? Đó. 0,38 giây. Chuẩn chưa? Tiếp theo. Câu D. Thời gian đến lúc rơi xuống hố. Nghĩa là thời gian chạm đất. Thì cái câu D này thì nó chính là bằng 2T luôn. Thầy lấy cái này nhân đôi lên nhá. Thì là 0,765. Được chưa? Rồi, 0,765. Và cuối cùng là câu E. Tầm xa L. L là bằng gì? Nào, L thì nó lại có cái sin 2 alpha. Đúng không? Đấy. Cái L ấy nó có cái sin 2 alpha nên là đôi khi chúng ta hay quên cái công thức. Đó, cái L với cái H của cái thằng ném ngang ấy thì dễ nhớ. Nhưng với cái thằng ném xiên thì thầy khuyên các bạn nên chứng minh, nên làm lại ví dụ thì mới nhớ được hơn. Đó.
thì nó chính là bằng V không bình sin của 2 alpha trên ngược. Đó, sin 2 alpha trên ngược. Thay vào thôi. V không bình thì là bằng 7,5 bình phương nhân sin của 2 alpha là 30 nhân 2 chia cho g là 9,8. Thế thôi, mấy câu này lại làm quen như ông thức mà. Rồi, 4,97. Được chưa? Xa 4,97 mét. Ờ, cũng tạm được đấy nhỉ. Nhảy được gần 5 mét rồi. Đúng không? Cái này chắc là đi thi hội khỏe phù đồng. Đúng không? Tầm này chắc chỉ đi thi hội khỏe phù đồng thôi. Chứ chưa Olympic được. Ok, vậy là xong cái nội dung của bài ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Nha, có bạn nào có thắc mắc gì không? Về nhà nhớ là gì? Nếu mà thi giữa kỳ xong rồi thì dành thời gian ôn tập giúp thầy. Nha, dành thời gian ôn tập giúp thầy. Làm lại các ví dụ. Để là buổi sau chúng ta chữa bài tập cho nó hiệu quả. Tuần sau thì thầy sẽ bổ sung thêm một số câu nâng cao thêm của dạng này. Như là chuyển động rơi vào những cái thầy ơi D sao đệ Nhất Hưng lại không theo dõi bài rồi đúng không? Không, em không theo dõi bài rồi. Ừ, đây này, thầy chứng minh công thức ở đây là nhân đôi này, thầy chứng minh đâu nhỉ? Đây này, thời gian chạm đất đấy, thời gian chạm đất thầy chứng minh đây là nhân đôi đây này, nó gấp đôi cái thời gian lên cao nhất. Wow, thời gian chạm đất gấp đôi thời gian lên cao nhất, nhân đôi lên. Lại không tập trung rồi, vừa học vừa nhắn tin người yêu rồi. Đó. Tuần sau thì sẽ bổ sung những cái bài nâng cao hơn của dạng này, ví như là ném từ một độ cao nào đó, hoặc là những cái bài toán căn cái khoảng cách, căn thời gian, được chưa? Để nó đi qua những cái vật cản. Thì đấy là cái nội dung phần sau của mình, đúng không nào? Ok, rồi vậy là đến nội dung ngày hôm nay đã xong. Bây giờ thì chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Xin chào.